Chào các bạn. Trong bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp một con server lên thành domain controller và cho các máy chạm join vào trong miền. Thì để làm bài lab này thì mình sẽ cần hai con máy. Nhất là một con server DC nhưng mà nó đang ở dạng để làm con domain controller nhưng mà nó đang ở dạng bootloop. Và chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp nó lên thành domain controller. Và một con thứ hai là một con máy chạm Win 10 làm client để chúng ta tiến hành join domain. Mình sẽ bật snapshot con này lên ở dạng begin. Ok. Thì đầu tiên trên con DC này mình sẽ tiến hành tắt từng lửa. Đó, tắt từng lửa. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào Change Adapter Setting. Thì cái card VMS1 này nó chính là cái card ở trong miền của chúng ta giải mạng, chứa cái giải mạng nội bộ trong miền của chúng ta là giải 192.168.2.0. Còn card này là card Internet thôi, chúng ta không cần quan tâm card này lắm. Đó. Thì chúng ta sẽ vào đây đặt IP. Đó. Thì mình sẽ đặt con này là 192.168.2.2. Thì tùy các bạn thích là giải mạng nào cũng được. Nhưng mà đây mình sẽ đặt 192.168.2.2. Subnet mask là 255.255.255.0. Default gateway 2.1 và DNS này sẽ server sẽ trỏ về chính nó. Thì con sau khi nâng cấp lên domain controller ấy thì để gõ được phân giải được DNS ấy, thì cái con domain controller này nó phải hiểu được chính nó đã, tức là nó phải trỏ về chính nó thì các máy chạm mới có thể join domain được. Ok, thì để nâng cấp lên domain controller thì chúng ta sẽ vào server manager. Thì đây nó chính là cái giao diện Server Manager. Dashboard thì chúng ta sẽ cấu hình các cái role và quản trị AD ở trên cái Server Manager này. Thì để nâng cấp lên Domain Controller thì chúng ta sẽ ấn vào Add Role Feature. Các bạn đợi một lúc cho nó load xong cái dòng này rồi chúng ta sẽ ấn vào. Tạo ra Add Role and Feature. Chọn Next. Next tiếp.
Thì ở đây ta sẽ chọn vào Active Directory Domain Service để tiến hành cài đặt cái role này. Và ấn Next thôi. Sau đó ấn Install và chờ nó cài đặt. Ok, sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ ấn vào Promote this server to Domain Controller để tiến hành nâng cấp nó lên Domain Controller. Ở đây ta sẽ chọn vào Add a new thread để tạo một cái domain mới. Ở đây mình sẽ nhập tên domain it4vn.com. Sau đó ấn Next. Ở đây chúng ta sẽ nhập vào cái password để vào cái chế độ Restore Mode khi mà Active Directory của chúng ta bị lỗi. Thì các bạn có thể đặt giống với password quản trị admin cũng được. Chúng ta dùng chung một cái password cho nó đỡ nhầm lẫn. Chúng ta nhập password vào. Nó sẽ hiển thị lên cái BIOS, net BIOS, domain name ta là it4vn. Next tiếp. Ok, chúng ta next tiếp.
Ok, sau đó sẽ install. Sau khi cài đặt xong dịch vụ nó sẽ tự động reset lại máy. Sau đó các bạn ấn Ctrl Alt Insert. Giờ đây nó sẽ có cái net BIOS name ở trước này là IT4VN xoẹt Administrator. Chúng ta nhập password vào.
Ok, thì sau khi nâng cấp lên thành domain controller, việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần network sharing center này và tắt cái firewall trong miền của nó đi. Sau đó sẽ chỉnh lại DNS IP ở trong đấy trỏ về chính nó. Vào đây turn off. Ok. Sau đó mình ấn vào change adapter setting. Property. Chọn IPv4. Ở đây nó đã về IP local nữa rồi. Mình phải đặt lại cho nó là 192.168.2.2. Trỏ về chính nó thì các máy khác mới thể join được domain. Mình sẽ refresh lại cái cặp mạng này. Ok. Giờ mình sẽ chuyển sang con Win 10 client này. Thì để join được domain thì yêu cầu là chúng ta sẽ phải chung cái giải mạng VNF1 này. Sau đó các bạn vào phần SysPC. Các bạn kiểm tra thứ nhất là đầu tiên nữa chúng ta phải kiểm tra IP đã. Đó, mình cứ đặt là IP là 1.100 này. Và trỏ cái DNS này về con DC mà mình vừa đặt. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái ZPC này, kích chuột phải vào ZPC chọn Property. Mình chọn Change Setting. Và Change ở cái phần domain này. Mình nhập vào là it4en.com. Đó, nó sẽ đây các bạn nhập vào tài khoản admin. Nó báo join domain thành công. Các bạn restart lại. Thì sau khi reset lại thì các bạn chỉ cần nhập lên con quay trở lại con DC này, tạo cho nó một cái user ở trong miền. Sau đó mình sẽ join cái con này vào miền thôi. Các bạn sẽ sang con DC này tạo cho nó một cái user trong miền.
Thì mặc định sau khi mà nâng cấp lên thành Domain Controller thì cái dịch vụ DNS là dịch vụ phân giải tên miền là nó đã được cài đặt rồi. Còn trên các con server Outgroup thì chúng ta phải cài đặt dịch vụ DNS riêng. Thì để tạo một cái user thì các bạn sẽ vào tool chọn Active Directory User Computer. Mình chọn xuống đây vào một thư mục user. Ở đây mình sẽ tạo bừa một cái tặng một cái user đi. Đó, sau đó mình ấn next và nhập password của user vào. Các bạn bỏ tích cái dòng đầu ấy đi. Nếu mà các bạn để dòng đầu này thì lúc đầu các bạn sẽ gán cái password mặc định. Nhưng mà sau đó một người dùng có thể đổi password theo ý mình thì các bạn sẽ chọn cái dòng đầu tiên này. Người dùng phải thay đổi password trong lần đăng nhập đầu tiên. Còn đây thì mình cứ gắn vào cái IP cố định, à password cố định đi. Thì mình sẽ nhập mình sẽ tích vào hai dòng là người dùng không thể thay đổi password của họ và password không bao giờ hết hạn. Đó. Finish đó, sau đó chúng ta quay sang bin 10 client. Thì các bạn không đăng nhập vào cái password và này vào nữa vì đây là tài khoản local. Các bạn chọn sang other user. Ở đây các bạn nhập IT for PN user 1 1 2 3 4 5 6 nhỏ cộng. Đó. Như vậy là chúng ta đã join thành công user 1 để vào Win 10. Ok, như vậy là do soạn thành công. Sau khi chạy xong cái này nó sẽ tự động vào giao diện màn hình Win 10 là làm chúng ta có thể làm việc ở trong miền bình thường. Ok.